Tính tại thời điểm quý 2 năm 2024, giá trung bình căn hộ trung cư tại Hà Nội sấp xỉ 60 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Giá cao một cách phi lý so với thu nhập bình quân của người lao động. Giá trung cư tăng kéo theo cả đất nền và phân khúc biệt thự liền kề tăng theo. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư nhận thấy cơ hội đầu tư bất động sản Hà Nội còn ít nên có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư khác. Theo các chuyên gia, xu hướng đầu tư vàng tập trung vào quý 2 tăng gửi tiết kiệm vào quý 3 và chuyển sang đầu tư bất động sản các tỉnh lân cận vào cuối quý 3 năm 2024.